Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố là sự kiện thường niên được Bộ Công Thương tổ chức ở 3 khu vực, phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và phía Nam. Sự kiện là diễn đàn để các địa phương phản ánh những khó khăn vướng mắc, những bất cập về chính sách trong quá trình triển khai công tác khuyến công, từ đó đề xuất các kiến nghị để các đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Chương trình năm nay được Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương phối hợp cùng Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, trong thời gian qua, công tác khuyến công đóng vai trò quan trọng trong quản lý và sử dụng các nguồn lực cho phát triển công nghiệp nông thôn, đảm bảo sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mang đến sự lan tỏa và hiệu quả tích cực đối với các doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn. Tại các địa phương, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất tại làng nghề đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị mới, tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sản xuất. Hội nghị này được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của công tác khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thời gian vừa qua và thảo luận giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và tạo điều kiện liên kết thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, công nghiệp. Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành tựu về phát triển công nghiệp, thương mại thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và cả nước nói chung, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc Hà Nội năm 2024. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc Hà Nội năm 2024 là sự kiện quan trọng của chương trình khuyến công quốc gia năm 2024. Và đã thu hút được sự quan tâm đăng ký của hàng trăm đơn vị, sự tham gia tích cực của các sở công thương các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực, nhằm giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Bắc, đồng thời cũng là dịp để các tổ chức cá nhân quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội. Hội chợ có quy mô 250 gian hàng đến từ trên 40 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày các sản phẩm về công nghiệp nông thôn tiêu biểu như máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, công nghiệp chế biến, chế tạo, tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, máy móc thiết bị, điện tử và công nghệ thông tin. Đến với hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu hôm nay, chúng tôi thấy là cái chương trình xúc tiến rất là hấp dẫn và thú vị để cho những cái doanh nghiệp sản xuất của chúng tôi đem những sản phẩm tự mình sản xuất ra lan tỏa và cho mọi người thủ đô biết đến sản phẩm. Thông qua cái chương trình này, tôi thấy là mong muốn được nhà nước thường xuyên tổ chức những cái chương trình như thế này để cho những cái doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội phát triển và kết nối và tiêu thụ những sản phẩm trong nước và có cơ hội xuất khẩu sang nước ngoài. Tôi tham gia cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2024. Nói về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo thì cái sản phẩm tiêu biểu năm nay tham gia đó là sản phẩm khô của Phương Thùy. Cái sản phẩm này đã được là chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh rồi. Và bây giờ được đánh giá là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cũng mong là tiếp cận được khách hàng trong nước cũng như là nước ngoài. Đây là cái cơ hội mà lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi được tham gia một cái chương trình cấp quốc gia để giới thiệu cái sản phẩm mình đến người tiêu dùng trên cả nước. Nên là chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và phấn khởi và cũng rất là mong muốn là được nhiều cái chương trình tổ chức như này để doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu sản phẩm mình đến với người dân trên toàn quốc và đặc biệt là để cho người dân có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất và chúng tôi truyền bá cái lợi ích từ những sản phẩm truyền thống đến sức khỏe người tiêu dùng. Đây được xem là cơ hội để các địa phương tăng cường liên kết tỉnh, liên kết vùng, góp phần thúc đẩy công nghiệp, thương mại và du lịch của Hà Nội cũng như khu vực phía Bắc bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong khuôn khổ của hội chợ đã diễn ra lễ tôn vinh và trao giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024. Năm nay, Hội đồng bình chọn cấp khu vực tổ chức tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 126 sản phẩm, bộ sản phẩm trong tổng số 218 sản phẩm của hơn 200 cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc. Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương, khu vực và quốc gia, có giá trị sử dụng cao, có thế mạnh, tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. Lễ tôn vinh và trao giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 là một trong những hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp về công tác xúc tiến thương mại ở cả trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tìm được đối tác, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
việc tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 18 và hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024 sẽ tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương.